Rồi, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Đại Vlog nha. Thì hôm nay thì Đại lại tiếp tục lên một con máy ba lô nha mọi người. Là dòng Mitsubishi nha, TL261. Là 26cc nòng 33 ly nha. Đó. Hàng ba lô nha mọi người, gì là cực, gọi là cực phẩm rồi. Đây, chế van rồ. Vambo van rồ đó, tại hai kia van rồ đó. Hai kim đai đỏ luôn nha. Tay đỏ đó. Đó. Bình xăng trắng tư luôn nha mọi người. Chụp trực trợ lực hai thiều luôn. Đây, dây giật trắng tinh luôn. Nó trời mưa nên ngồi trong đây làm nha mọi người chứ không có ra ngoài. Đây, đây là dây đeo của nó. Cái màu nó nâu nâu vậy nha mọi người chứ không phải là bị mà kiểu bay màu nha. Nè. Khung sườn. Dây gắt trắng nha, lóc đóng già đóng mắc in da băng nè, nó mắc in da băng nha. Này còn cái bảo vệ này còn luôn, tất cả đồ đầy đủ hen. Này nó hơi chạy nha, lý do nó chạy là nó dục bãi mọi người, nó lật qua lật lại đó, này phải chạy nhưng mà nó là đồ zin nha, không đáng kể đâu. Này mặt sau của nó, ở đây nó có tem toàn cầu hen. Này cái chữ banh rồ nè, banh rồ nằm đây nha đó, mọi người thấy chưa, nó rõ ha. Này đây còn đỏ tươi luôn nha, thay thương hiệu nè, cao vát cái cằn của nó nè mọi người, tem nhỏ xíu nhưng mà nhìn đẹp nha. Cái này là cằn láp tất cả đều zin của nó nha mọi người, không có gì thay thế hết nha. Đó nè, tôm má đồ này kia còn đỏ tươi nha, ốc xin, dây zin nói chung là xin hết. Đây cái bô nó đây. Đó, bô thì nó có mấy chút chỗ đây nó hơi bị sét nha, nhưng mà cái nước cam sơn này kia nó vẫn còn đẹp. Cái dàn chân của nó nè mọi người, chắc chắn, rất là chắc chắn luôn. Đây là mấy cục thun mà để đàn hồi chống rung đó mọi người nha. Mấy cái càng ba lô này nè, không biết mọi người sao nha, nhưng mà để thấy cái càng ba lô phát á, Đại cũng có càng ba lô để phát nè, cũng ngay gan vậy đó, nhưng mà của hàng TU phát cảm thấy nó ít đau lưng mọi người, nó nhẹ chứ mình guồng vô mấy cái chỗ mà kẹt trong hốc đồ á, mình phát cặp mương đồ nó rất là khỏe luôn á, thật sự khỏe, thế là Đại cảm nhận vậy nha. Nhưng mà sao nghe mọi người nói thì ba lô khó xài này kia. Này cái con này, cái khung sườn này Đại sơn lại nha mọi người, cái màu nó là cái màu kia đây, cái này là cái khung của nó luôn nha. Nhưng mà nè, cái tem đó nè, TL261 nè mọi người. Có cái đời luôn nè, đời 2005 nè, thấy không, đời 2005 nè. Cái khung sườn này là của nó theo máy nó luôn nha mọi người, chứ không có like gì trơn nha. Tại vì á, mấy thằng á, khung sườn của mấy thằng TL, của hàng TL á, là nó là khung sắt. Đó, nó hay bị xét lắm. Đại đã sơn lại màu đen cho nó đẹp, giống như mấy cái này nè. Đó. Nó màu như màu nhôm đó, nhưng mà nó chóc. Thì máy sao Đại báo tình trạng vậy. Sơn lại nhìn đẹp nha mọi người, nhìn ok không? Nói chung là đánh này kia đồ lại rồi mới sơn, chứ không phải là để như sơn ẩu sơn tả luôn nha mọi người. Nói chung làm là phải cho chắc chắn, sơn nó phải cứng nè. Tại không, tại sơn lại màu bạc thì mọi người cũng không biết đâu, nhưng mà cái màu bạc nó ngộ lắm Đại đế á. Sơn lên cái nó hay bị cái kiểu mà quét vậy nè, cái nó ra trắng. Cái độ bám nó không có được như mấy cái màu này mọi người. Đó, nên Đại quyết định là Đại sơn lại màu đen luôn. Cái này nó zin luôn nha, nhưng mà cái màu thì nó vậy đó. Cái màu nó hơi cam. Nó con nào đẹp xuất sắc thì như con này là nó đẹp quá xuất sắc rồi. Tại ba lô ít đẹp lắm, ba lô ít có đẹp lắm nha mọi người, thật sự. Mọi người coi nè, cái cần mềm của nó nè, ở đây đóng da băng luôn nè, mới đau chứ. Đó mắc in da băng luôn ha. Rồi để Đại để cái máy xuống rồi Đại quay bên cạnh bên đây, quay số xe ghi được cho mọi người xem nha, quay chi tiết một chút. Đại làm mấy ngày á mọi người, thật sự dọn con ba lô này nó cực, không phải nói luôn, mọi người thông cảm nha, có mình nè.
Chọn ba lô quá cực quá. Cực hơn con máy càng gắt nhiều á. Con này tính ra dọn đâu à, rửa này kia rồi là một ngày á, rồi qua ngày sau rồi tới mới tới cái má, tới mấy cái này, mấy cái càng láp nha, giặt vũ đồ lại nữa chứ không có để gì mà làm mà đắng mà để bán đâu nha mọi người. Đó là mục đích phải đẹp làm chia sẻ, nên thành ra làm nó phải cho nó coi được, chứ còn làm dọn bậy tầm bạ thì nó quá đơn giản rồi, nó không có gì khó hết trơn á. Nhưng làm phải đâu ra đó nó rõ ràng, đúng không? Này quay qua đây cho mọi người xem nha. Bô nè, bô trắng tươi nha, chứ không có cái đồng nó hơi nổ nổ vậy thôi. Còn rất là đẹp luôn nè, tem, cái tem cao cái bát này, cái tem của nó nè, nó bị chấp lại tí xíu à. Chứ còn lại là nó không có gì luôn mọi người. Thì cực kỳ. Nè. Đây cái tem đó, LED nó nè, tên là 261 SD615 ha. Cái số seri nó là 268-711-5F nha mọi người. Rồi, thì để đại quay dài dài xuống dưới, xuống cái cần, xuống cái cần xong rồi đại quay lại để test nổ cho mọi người nha, nghe nha. Đây cần thì nó là cái gì đó mọi người. Công tắc ở đây, lên ga ở đây. Nói chung là máy ba lô thì cần nó đơn giản vậy rồi nha. Đây cái tay cầm của nó nè, ở đây cái cần của nó nè, tem nó vẫn còn nè mọi người. Cái này tại không vuốt quá, chứ vuốt lại cái răng keo này ra là nó trắng tươi nha. Rồi, thôi nè, XRB2600 nè, nó 2005 luôn nè mọi người. Rồi hơi mờ quên lấy nét nữa. Nó phải không, 2005 cái đát nó còn nguyên luôn á. Nói chung là cái này là nó theo cần láp này, nó theo gin của nó luôn đó, chứ không có like cái gì vô đây hết trơn. Đây thì cũng có sách hướng dẫn an toàn nha mọi người. Thì cắm lửa, cái này cắm hết phải khí thải của nó ha. Này là phải khuyến cáo mình là phải gắn cái chắn bảo vệ vô, đeo kính, đeo khẩu trang, đeo tai nghe vô, nó bảo hiệu hay bảo hộ. Từ đây đây là 15 cm gì đó không biết. Này phạm vi nó là 360 độ, tránh cách xa nó, cái phạm vi này để không bị trúng đây vậy thôi. Càng đẹp nha mọi người, càng chưa có bị ấy luôn đó. Thấy không, càng còn màu rất là tím nha, tại quay vô đây nó bị dịch ôn gì đó, nó vậy đó. Nhìn đây nhìn sao nó còn tím rịm mà cực kỳ đẹp. Đây còn cái máy nè, cái cần của đại nè, số quắc thì ghê không, như chó đốm vậy đó, đó. Nó được như cái máy này đâu nè, đó đầu bò nè, thấy không, đây cái chỗ bờ mở bò nó có lúp bê ở đây luôn, ghiền để ghiền ốc này nữa thay lại chứ được, tại vì con ốc này nó bị mòn, hay mòn quá rồi. Này nó có chén úp ngược nè, chống mày mòn này ha, mà cũng mòn thấy mồ luôn. Có chén úp ngược lại cho chống dính cỏ. Tại thích cái cùi này mọi người. À. Lóc này đóng nè. Thấy không? Đóng mắt in sa băng luôn. Nè, còn này là cái trắng cỏ nha. Đẹp cực kỳ, ốc còn rất đẹp luôn. Cứng nhắc luôn nha. Dài không mọi người, thấy nó dài đó, nhưng mà mình quải lên lưng rồi nó cũng gọn gọn lắm mọi người, chứ nó không có mà cộng kềnh đâu, tại thấy vậy đó. Rồi thì giờ đấy đại quay lại đã test nổ nha, bỏ hôm qua giờ hồi nãy dịch chẳng nổ mọi người, chế giữ xăng cực kỳ. Cái chế này là không có làm gì luôn nha, chỉ thay lại cái vú bơm thôi, chú bơm phụ thôi, chứ còn da bơm này kia, da hình của nó là còn nguyên vậy luôn, không có cái gì mà lai hết trơn á. Nói chung là cái nào gin, giữ gin còn được là sao đại sẽ để nha, chứ đại không có thay, còn chạy được là không có thay. Trợ lực nè mọi người, nhẹ cái nổ à. Bô lại công tắc hơi xa, chỉnh cái anti nhỏ một xíu. Máy không có gơ lắp đạn, nói chung là để kiểm tra
cho là lớn cái xíu hết à. Mời nhau. Nổ thì im thôi luôn. Bô lỗ bô lớn nha mọi người chứ không phải lỗ bô nhỏ nha. Kéo nhẹ chạy ghê à. Từ trong ra ngoài là trắng tươi luôn nha. Đó. Mọi người nghe chưa? Công tắc kia hoạt động nha mọi người. Đây. Đó, thấy không? Cái sạc chết không khói nữa, còn có khói nữa mọi người. Đây nè. Đó, thấy không? Công tắc còn hoạt động nha. Rất đẹp luôn. Rồi giờ để đậy lên ga ha. Đậy lên ga cho mọi người nha. Rồi giật lại cái nữa tắt mọi người ơi, để hồi bị chữ đuổi khỏi nhà luôn à. Bà chị bà khó lắm. Đó. Đó thấy không? Là cho lực à. Cái giật đó là cho lực hai thiều đó mọi người. Đó. Đúng không? Vô chút mà nó bóc à. Nó đâu có gì đâu. Rồi thì thôi đại xin kết thúc cái video nha mọi người. Giới thiệu cũng xong rồi. Thì mọi người nào có yêu quý yêu mến đại thì nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ đại nha. Rồi đã chào tất cả mọi người.